giống như các mẫu xe đàn anh XC60 và XC90, mẫu xe Volvo XC40 2022 đem đến một làn gió mới cho phân khúc crossover hạng sang cỡ nhỏ trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, đồng thời gia tăng sự cạnh tranh đối với các đối thủ như BMW X1, Audi Q3 hay Mercedes-Benz GLA Class. Với thiết kế cá tính, thể thao và đầy phong cách dành cho giới trẻ, đi cùng với đó là hàng loạt những sự thay đổi và bổ sung các tính năng, trang bị, tiện ích, Volvo XC40 2022 chắc chắn sẽ là một trong những sự lựa chọn mà quý vị và các bạn không nên bỏ qua ở trong phân khúc. XC40 2022 được phân phối duy nhất với một phiên bản ở tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, XC40 phiên bản T5 AVKD Aerodigi đang có mức giá bán niêm yết là 1 tỷ 750 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 950 triệu đồng và tại Hà Nội là 1 tỷ 980 triệu đồng. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.644mm x 1.891mm x 1.713mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.702mm, khoảng sàn gầm 210mm. Điều này giúp cho Volvo XC40 2022 được đánh giá là mẫu xe có không gian rộng rãi và thông thoáng nhất trong phân khúc. Bên cạnh đó, các đường nét rắn giỏi, góc cạnh giúp tạo nên một vẻ diện mạo cá tính mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ấn tượng ban đầu của cá nhân tôi đến từ phần đầu xe có thiết kế đầy cá tính với phần lưới tản nhiệt kích cỡ lớn, logo Volvo nằm ở vị trí trung tâm. Đi cùng với đó là dải đèn LED chạy vào ban ngày hình búa tho, đặc trưng trong phong cách thiết kế vùng Scandinavia. Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng là loại bi xenon, tích hợp hệ thống rửa đèn áp lực cao, giúp tăng khả năng chiếu sáng ưu việt khi đi vào vùng đất bùn lầy. Phần thân xe trông khá cơ bắp với những đường gân mạnh mẽ, trông rất lịch sự. Viền chân kính mạ chrome, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, có tích hợp xi nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm dạng LED. La răng xe hợp kim nhôm cắt phát hai tông màu, kích cỡ 15-8 chấu cũng giúp cho chiếc xe này thêm phần năng động và nam tính hơn rất nhiều. Phía đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED có thiết kế lạ mắt, đi cùng những chi tiết dập nổi sắc nét. Cụm ống xả có hình chữ nhật, nằm cân xứng hai bên, giúp chiếc xe trông thể thao và rất rắn giỏi. Bên trên, cánh lướt gió thể thao sơn đen tích hợp đèn phanh trên cao LED cũng là điểm đáng chú ý trên XC40 2022. Bước vào bên trong Volvo XC40 2022, các bạn sẽ yêu thích ngay những sự độc đáo và đặc sắc của xe. Nó hoàn toàn khác biệt và mới mẻ, có chất riêng so với những mẫu xe crossover khác cùng phân khúc. Vì chủ yếu hướng đến giới trẻ nên nội thất cũng được gia tăng sự tương phản của các màu sắc, đem lại nguồn cảm hứng và cá tính hơn. Bảng táp lô được thiết kế hướng đến người lái tối đa nhất. Các nút điều khiển, cụm đồng hồ, màn hình đa thông tin đều rất trực quan và dễ thao tác. Xe sử dụng loại vô lăng 3 chấu đa chức năng, phía sau là lẫy chuyển số thể thao, giúp cho người lái có trải nghiệm tuyệt vời khi vận hành. Hàng ghế ngồi của Volvo XC40 cũng được cho là khá ấn tượng, nhất là phần ghế lái kiểu dáng thể thao được bọc da, chỉnh điện và có bộ nhớ vị trí ghế cho người lái. Hàng ghế sau được bố trí khoảng cách vừa đủ với hàng ghế trước. Điểm cộng của XC40 đó chính là bên trên trần có thiết kế cao ráo, hành khách ngồi phía sau có thể duỗi chân, tựa lưng và cảm thấy vô cùng thoải mái cho những chuyến đi xa. Sở hữu khoang hành lý có thể tích là 432 lít, hàng ghế sau có thể gập 50-50, giúp thể tích chứa đồ được tăng lên khá nhiều khi cần thiết. XC40 được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, đi cùng hệ thống lọc không khí hiện đại, duy trì khả năng làm mát tối ưu, đem lại không khí dễ chịu, trong lành cho hành khách ngồi trong xe. Volvo XC40 2022 được trang bị màn hình giải trí 9 inch có độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đi cùng hệ thống âm thanh 13 loa Harman Kardon, hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm giải trí mà ít mẫu xe nào cùng phân khúc có thể làm được. Các hộc chứa đồ được sắp xếp thông minh, hài hòa, chiếm phần lớn diện tích ở hai bên cửa. Hộc chứa đồ trung tâm còn sâu hơn và tích hợp thêm chức năng sạc không dây dành cho smartphone. Volvo XC40 2022 sở hữu khối động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên tới 250 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Mẫu xe này sử dụng hộp số tự động 8 cấp số. Theo nhiều người đánh giá rằng, cụm hộp số này đem tới cảm giác chuyển số rất mượt mà và êm ái. Xe còn có thể tự động ngắt cầu sau khi đi đường bằng phẳng. Với dung tích bình xăng lên tới 70 lít, cùng với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 7,5 lít trên 100 km đường hỗn hợp, nên xe được đánh giá rất cao về tính tiết kiệm nhiên liệu. XC40 được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp người lái có thể dễ dàng điều khiển chiếc xe trên mọi địa hình.
khoảng sân gầm xe khá cao, lên tới 210mm, giúp xe hoàn toàn có khả năng cạnh tranh về off-road với các mẫu xe SUV tầm trung hoặc các mẫu xe bán tải. Ngoài ra, với 5 chế độ lái Eco, Comfort, Off-road, Dynamics, Invideo giúp người dùng tối ưu khả năng vận hành khi di chuyển ở mọi điều kiện đường xá. An toàn vẫn là mối quan tâm hàng đầu của mẫu xe đến từ Thụy Điển. Bên cạnh phanh tay điện tử, xe còn hỗ trợ hệ thống phanh tự động an toàn, hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo điểm mù và lệch làn đường, hệ thống túi khí bảo vệ phía trước, bên hông và phía sau cùng với hệ thống bảo vệ gáy và cổ. Hệ thống City Safety sẽ hỗ trợ cảnh báo và va chạm vượt chướng ngại vật đằng trước. Đi cùng với hệ thống an toàn giữ làn đường thông minh, phần nào đó sẽ giúp cho người dùng yên tâm hơn. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Volvo XC40 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.